Sản phẩm phong phú về chủng loại, chất lượng ngày càng được nâng cao đã giúp các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết được nhiều đơn hàng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Kết quả này có được là một nỗ lực kỳ công của các doanh nghiệp trong việc xây dựng và không ngừng nâng tầm thương hiệu hàng hóa nhằm khẳng định chỗ đứng trên thị trường thế giới. Có thâm niên hoạt động hơn 30 năm, công ty chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu BC Food là một trong những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để chuyển từ xuất khẩu thô sang tinh chế, chế biến sâu. Qua đó tạo được chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu BC Food tại 40 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc. Nhờ vậy, nếu như những năm đầu mới thành lập, công ty chỉ sản xuất khoảng 1.000 tấn sản phẩm với kim ngạch xuất khẩu từ 5 đến 7 triệu đô la Mỹ, thì nay đã tăng gần 10 lần lên 9.500 tấn với kim ngạch xuất khẩu khoảng 40 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Riêng 8 tháng năm 2024, công ty đã xuất khẩu 6.515 tấn, đạt giá trị 38,4 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp phải cải tiến lại về cái quy mô sản xuất, quy trình sản xuất, trang thiết bị máy móc hiện đại và đặc biệt là vấn đề đào tạo đội ngũ người công nhân lành nghề để có thể làm được những cái sản phẩm mà chất lượng cao, đạt yêu cầu theo quy định. Trong hơn 30 năm hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hikosen Kara không ngừng cải tiến, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, kiểm soát chặt đầu vào và đầu ra của sản phẩm, đặc biệt là nhanh nhạy thích ứng với thị hiếu tiêu dùng của các thị trường lớn, mà 80% sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Singapore. Số còn lại tiêu thụ tại thị trường nội địa. Trung bình mỗi năm kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 6 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đã có lập đội ngũ thiết kế để mà tạo ra nhiều cái kiểu dáng, nhiều các loại sản phẩm mới để mà phát triển được thị trường thêm ở bên, mà nhất là bên Mỹ và Nga. Theo thống kê của Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Bà Rịa Vũng Tàu tăng đều qua hàng năm. Nếu như năm 2021, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh hơn 5,8 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2023 đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, 8 tháng của năm nay đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh khá đa dạng, từ dầu thô, sắt thép, tàu bè, gia công, máy móc thiết bị, da giày, dệt may, thủy hải sản chế biến. Trong đó, đa phần sản phẩm đều có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh tại thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Kết quả này có được là nhờ các doanh nghiệp đều chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, dây chuyền, thiết bị sản xuất hiện đại, quan tâm tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, đẩy mạnh khâu xúc tiến thương mại. Để giữ uy tín với lại thị trường khách cho khách nước ngoài và khách trong nước thì cái vấn đề mấu chốt của trong công ty đó là phải giữ được cái chất lượng của sản phẩm và cái sản phẩm của mình khi đưa đến khách hàng phải đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tăng cường thêm cái số lượng kim ngạch xuất khẩu, công ty là thêm một số sản phẩm mới, ví dụ như là một mic, tức là 3 lờ mic, và tập đoàn có thêm một số sản phẩm khác để cũng đa dạng hóa cái sản phẩm. Với nỗ lực của các doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, trong 20 năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 120 lượt doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức. Điều này càng giúp các doanh nghiệp tạo dựng được thương hiệu và uy tín để phương xa ra thế giới.